người đàn ông nước Anh bị quỷ ám có thật. Năm 1778, trở Lukins, một người Anh được tuyên bố bị quỷ ám. Ông thường nói và hát với ngôn ngữ riêng của mình. Cuối cùng là hành vi đáng sợ của ông đi hàng xóm phát hiện. Lukin được gửi đến bệnh viện tâm thần và điều trị tại đây hơn 20 tháng, nhưng các bác sĩ không thể giúp gì được cho ông. Theo báo cáo, Lukin rất bạo lực, ông sửa như một con chó và hát thánh tà cổ. Sau đó, ông được tuyên bố bị bảy con quỷ nhập vào và nhờ bảy tu sĩ đuổi chúng ra khỏi ông.